Hồng Loan xúc động, Ba Vũ Linh hiện về, con bướm to lắm đậu nghe bàn thờ. Hồng Loan vừa chia sẻ một đoạn video với quý vị khán giả, sáng mùng 1 Tết, từ đâu bay vào nhà một con bướm rất to đậu trên di ảnh của ba. Hồng Loan đã khóc rất lớn, trong niềm hạnh phúc ba đã về thật sự, ba về thăm con hả, con vui quá. Không phải tự dưng bướm vô nhà mà đậu ngay trên bàn thờ, đó là một điều kỳ lạ như một điều tâm linh. Ai cũng phải tin điều đó, chú Năm về thật rồi. Về thăm con gái bé nhỏ phải đấu tranh suốt mấy tháng ròng rã để giữ lại căn nhà kỷ niệm của ba. Chú Năm hiện về như một lời động viên con gái ruột của ông. Hồng Loan đã khóc sướt mướt trong vòng tay người thân, cô ngồi thẫn thờ bên con bướm như trút bầu tâm sự. Càng nhìn nó, Hồng Loan lại càng nhớ tới ba, những kỷ niệm ngày xưa của hai cha con ùa về, mà nước mắt của Hồng Loan cứ rơi. Ai xem video này đều xúc động và rơi nước mắt của Hồng Loan. Chỉ mong Hồng Loan thật nhanh mạnh mẽ, tiếp tục chiến đấu để giữ gìn tài sản của ba Vũ Linh. Cuộc chiến vẫn chưa dừng lại khi đáng lẽ công chúng nhắc đến tên của người nghệ sĩ mà họ yêu mến bằng những lời lẽ đẹp đẽ, thì lại xoay quanh chuyện tranh chấp đến hồi thắng bại của những người trong gia đình. Nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long cho rằng những điều đó phá hủy tất cả di nguyện của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, mà khi sinh thời ông tối kỵ để thiên hạ bàn tán về cuộc sống đời thường quá sâu. Anh ấy là người ít chịu xuất hiện trước công chúng để nói về chuyện đời tư, nhất là chuyện sẽ chia gia tài, dành phần của lại cho ai, nhất là kêu gọi từ thiện giúp đỡ anh ấy, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long chia sẻ. Nhưng rồi tất cả những đoạn clip ngắn chung quanh bàn tiệc gia đình, thậm chí khi cố nghệ sĩ Vũ Linh đã nói cơn say ập đến, được loan truyền với dụng ý xấu, hình ảnh đẹp mà ông nâng niu gìn giữ bị xóa tan trong cơn địa chấn mà quyền lợi đồng tiền đang dẫn lối. Nghệ sĩ ưu tú Lê Thiện đau lòng nói, hãy dừng lại, nghĩ về những cống hiến cao quý của Vũ Linh dành cho sân khấu mà dẹp bỏ cái tôi đang bị chi phối bởi nhà, đất, bởi sự hơn thua trong từng câu nói. Bà khóc khi cho rằng mỗi ngày mở YouTube lại thấy biết bao câu chuyện mổ xẻ, khai thác chung quanh gia tài của cố nghệ sĩ. Trong khi gia tài lớn nhất mà Vũ Linh để lại cho đời chính là tài năng, sự thể hiện tinh tế trong nghệ thuật ca diễn trên sân khấu cải lương. Mà có thể nói 60 năm nữa sàn diễn vẫn chưa tìm được người nào xứng tầm thay thế, nghệ sĩ ưu tú Lê Thiện xúc động. Giới nghệ sĩ sân khấu ngại lên tiếng vì biết sẽ vô tình bị kéo về phe Hồng Loan hoặc Hồng Phượng. Khi mà những nghi thức cuối cùng trong tang lễ của cố nghệ sĩ Vũ Linh vừa hoàn thành thì cuộc chiến được khơi mào. Với tên tuổi lớn, ông được công chúng yêu mến tiễn đưa đến tận nơi an nghỉ tại Nghĩa trang Hoa Viên Bình Dương. Và nơi này sau đám tang đủ mọi góc độ được khai thác, được sáng tác vô tội vạ nhằm làm xấu đi vẻ tôn nghiêm, trang trọng, đáng lý được tồn tại chung quanh nơi yên nghỉ của một tài năng. Trở về thăm quê hương sau nhiều năm xa cách, đến viếng mộ người anh thân thương trong nghề, nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Tâm chóng mặt khi nghe những lời dẫn trong các YouTube rằng chị về để hợp sức với người con ruột là Hồng Loan đòi gia tài. Chị luận tội Hồng Phượng vì đã gửi tổng cộng 300 triệu đồng trong thời gian cố nghệ sĩ điều trị bệnh. Tất cả đều là những tin đồn thất thiệt, gây tổn hại danh dự uy tín của nghệ sĩ chung quanh. Sự ra đi của cố nghệ sĩ Vũ Linh, xin hãy dừng lại, đừng làm những điều phỉ báng danh dự nghệ sĩ. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Tâm xúc động. Nghệ sĩ Thanh Điền đã bức xúc nói về việc ngôi mộ vợ mình, cố nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ bị giẫm đạp, phá hư các chậu kiển, rồi người đến viếng ngang nhiên bước lên ngôi mộ. Ông cho rằng việc thể hiện tình cảm với thần tượng không phải là điều sai. Là nghệ sĩ lớn, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh nhận được tình cảm, sự trân quý từ số đông công chúng là điều rất bình thường. Tuy nhiên, sau hơn 100 ngày mất, một bộ phận công chúng của sân khấu cải lương lại kém ý thức trong việc thể hiện tình cảm với nghệ sĩ. Bất cứ ai đến viếng mộ cũng đều bị hướng máy quay bằng điện thoại hoặc những thiết bị chuyên dụng, tạo nên khung cảnh náo loạn. Họ ngang nhiên bình luận đủ chuyện, theo dệt những điều sai sự thật và dẫn dắt dư luận đi sâu vào chuyện tranh chấp của người thân, khi sự kém ý thức đó vô tình ảnh hưởng đến danh dự của người nghệ sĩ vừa qua đời. Bày tỏ trước mối nguy lâu dài khi danh dự cha mình bị xâm hại, Hồng Loan mong muốn chính quyền nhanh chóng can thiệp, làm sáng tỏ những con số đằng sau sự kêu gọi ủng hộ để xây dựng mộ cho cha. Trên trang cá nhân, Hồng Loan đã viết, Hồng Loan xin phép được thông báo đến các cô chú, các bác, các anh chị khán giả trong và ngoài nước, đã từng tham gia quyên góp cho việc xây mộ và quyên góp trong các buổi cúng thất qua hình thức ủng hộ hoặc chuyển tiền phúng điếu trong tang lễ của bà, là cố nghệ sĩ Vũ Linh. Xin gửi các thông tin mà khán giả đã chuyển khoản cho bác Thành, cô Vân Tiên, Hồng Phượng, cô Hồng Nhung, chị Kim Nga và anh Ngô Long Hồ, và cả vợ chồng anh Sô, con nuôi ba Vũ Linh, Đặng Dung và cô Liễu, và con cô Kim Thoa. Hãy gửi gấp các thông tin ấy để Hồng Loan nhờ chính quyền vào cuộc nhằm có thể lấy lại danh dự cho ba Vũ Linh để ba được an nghỉ. Hồng Loan cũng cho biết từ trước đến nay cô chưa từng nhận sự hỗ trợ nào từ khán giả
tuy biết rằng số đông công chúng sẵn sàng giúp đỡ khi cô yêu cầu. Thậm chí với các nghệ sĩ thân tình, xem cố nghệ sĩ Vũ Linh là thần tượng, chỉ cần cô nói rõ yêu cầu, họ sẽ đủ sức góp tiền xây mộ, thậm chí lo chu toàn, tang lễ. Nhưng Hồng Loan cho rằng cô chỉ nhận tình cảm của họ, còn lại không nhận vật chất, bởi khi sinh thời của nghệ sĩ Vũ Linh rất ngại làm phiền mọi người. Hồng Loan thẳng tay dọn hết đồ mẹ con Hồng Phượng ra khỏi nhà để đón năm mới. Nhận được lệnh dọn đồ ra khỏi nhà Hồng Loan, trước sự ngang ngược của mẹ con họ nhất quyết không dọn đi, cứ để yên đó, chọc Hồng Loan tức chơi. Hồng Loan giờ không còn ngán ngẩm ai, mình không bảo vệ mình thì trời chu đất diệt, không để họ được như ý nguyện. Hồng Loan thuê thợ sửa khóa, phá cửa cho người dọn hết đồ mẹ con cô Sáu. Ai ngờ trong lúc dọn phát hiện vật lạ, nghi là đồ tà ma, Hồng Loan tái mặt, dọn càng nhanh càng tốt, đưa về trả hết cho mẹ con họ. Ca sĩ Hồng Phượng được sinh ra trong gia đình có truyền thống làm nghệ thuật. Cậu của cô là nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, nghệ sĩ Tiểu Linh, còn mẹ cô cũng là cô đào nổi tiếng một thời Hồng Nhung. Chính vì thế mà cô được thừa hưởng máu nghệ thuật từ gia đình. Tuy nhiên bên cạnh đó cô cũng phải chịu nhiều áp lực khi khán giả luôn đưa ra sự so sánh giữa những cái bóng quá lớn từ mẹ và cậu của cô. Thời gian qua, Hồng Phượng đối mặt với nhiều ồn ào liên quan đến mâu thuẫn gia đình từ sau khi nghệ sĩ Vũ Linh qua đời. Cô nói đã trải qua một thời gian căng thẳng vì bị hủy nhiều chương trình biểu diễn và không dám đồng ý tham gia các sự kiện khác vì lo sợ bị tấn công bởi những người quá khích. Cô cho biết những tin đồn vô căn cứ và sự quan tâm quá mức của dư luận đã ảnh hưởng không chỉ đến cuộc sống của cô mà còn khiến cho tinh thần của cô luôn căng thẳng. Thậm chí, Hồng Phượng còn bức xúc cho rằng thời gian qua hàng loạt tài khoản giả mạo cô được lập ra trên các nền tảng mạng xã hội. Những tài khoản này đưa ra các phát ngôn sai lệch hoặc để lại bình luận tiêu cực khiến nữ ca sĩ bị chỉ trích. Tôi đã lập vi bằng tài khoản mạng xã hội cố tình sỉ nhục, bôi nhọ, vu khống và triệt hạ danh dự. Tôi cũng gửi đơn tố cáo về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự và hành vi vi phạm Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội của các Facebooker, TikToker cá nhân trên mạng xã hội đến cơ quan thành phố Hồ Chí Minh. Thanh tra Sở và Bộ Thông tin Truyền thông, Hồng Phượng nói. Hiện tôi đang ở nhà bạn hoặc thuê khách sạn ở tạm. Tôi và mẹ mình là người vô gia cư, nữ ca sĩ nói. Hồng Phượng nói, hiện tại mong ước lớn nhất của cô là khán giả hiểu khách quan về câu chuyện ồn ào vừa qua. Nữ ca sĩ mong muốn được trở lại sân khấu, làm nghề. Ngoài những mong muốn này, cô nghẹn ngào nói nếu được thì vẫn... Cô nghẹn ngào nói nếu được thì mong vẫn còn cậu, tức nghệ sĩ Vũ Linh bên mình. Hồng Loan xúc động món quà khủng của anh hai Vũ Luân giữ lùm xùm ghi âm. Được biết là người luôn bảo vệ em gái Hồng Loan, Vũ Luân ngày càng được nhiều người yêu mến hơn. Mới đây anh đã làm điều vô cùng ý nghĩa cho gia đình Hồng Loan, đó chính là anh đã tài trợ tiền cho bé Pun ăn học. Vũ Luân chia sẻ, cậu tuy không phải quá giàu có nhưng cậu biết việc học là việc quan trọng. Môi trường học ảnh hưởng nhiều đến trẻ nên cậu đã quyết định dành khoản tiền tiết kiệm của mình đầu tư cho bé Pun học trường quốc tế tốt nhất ở Sài Gòn. Cậu hy vọng con học thành tài để sau này giúp ích cho đời. Bé Pun sẽ theo học tại trường quốc tế Bắc Mỹ SNA ở thành phố Hồ Chí Minh. Trường SNA nằm trong khu đô thị Phú Mỹ Hưng, tổng diện tích lên đến 10.000 m2, gồm 73 phòng học và 17 phòng chức năng và các trang thiết bị hiện đại phục vụ nhu cầu học tập của 2.000 học sinh. Trường tự hào có các phòng công nghệ thông tin chuyên dụng, phòng nghệ thuật, thí nghiệm khoa học, STEM, nhà thi đấu đa năng, sân bóng, hồ bơi có mái che. Hiện trường SNA đang giảng dạy chương trình tú tài quốc tế IB với các chương trình tú tài quốc tế của khối tiểu học, tú tài quốc tế cấp trung học dành cho học sinh từ 11 đến 16 tuổi, tú tài quốc tế dành cho học sinh trong độ tuổi 16 đến 19. Trước đó trên kênh TikTok cá nhân, nghệ sĩ Vũ Luân đăng tải đoạn clip ghi lại màn song ca giữa mình và Hồng Loan xuất hiện trong trang phục đơn giản. Cả hai cùng nhau thể hiện ca khúc Chuyến xe cuộc đời dành tặng đến người hâm mộ yêu thương tiếng hát Hồng Loan và Vũ Luân. Là một nghệ sĩ cải lương gạo cội của Việt Nam, có thể thấy tiếng hát Vũ Luân vô cùng ngọt ngào. Nhiều khán giả cũng nhận xét rằng theo thời gian, chất giọng của nam nghệ sĩ ngày một mùi mẫn, chứa nhiều cảm xúc, sự từng trải trong từng câu hát. Đặc biệt khi con gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là Hồng Loan vừa cất giọng lên thì ai nấy đều bất ngờ khi cô nàng dù nối nghiệp ca hát của cha hay anh trai Vũ Luân nhưng lại sở hữu giọng hát ngọt ngào cảm xúc, cách hát mộc mạc tự nhiên theo bản năng của Hồng Loan, nhận được rất nhiều tình yêu mến từ cộng đồng mạng. Dưới đoạn clip, đông đảo ý kiến để lại lời khen ngợi dành cho màn song ca ăn ý. Hành động ôm eo đầy thân mật mà Vũ Luân dành cho em gái Hồng Loan chứng tỏ được tình cảm yêu thương mà Vũ Luân dành cho Hồng Loan. Trước đó cộng đồng mạng bất ngờ khi Hồng Loan phát hành sản phẩm âm nhạc cùng nghệ sĩ Vũ Luân. Cả hai đã có sản phẩm song ca mang tên Những Chuyến Xe Cuộc Đời. Đây là lần đầu tiên Hồng Loan phát hành một sản phẩm âm nhạc hoàn chỉnh sau những lần đứng trên sân khấu. Trong sản phẩm này, Hồng Loan được khán giả khen ngợi, có giọng hát ngọt ngào cảm xúc, dù không cần quá nhiều kỹ thuật.
đặc biệt khi kết hợp cùng nghệ sĩ Vũ Lân, cả hai vô cùng ăn ý. Không chỉ vậy, gần đây khán giả liên tục thấy Hồng Loan xuất hiện trên các sân khấu ca nhạc. Đây là công việc có thể giúp cô kiếm tiền và nối nghiệp người cha quá cố.